mình. Và em mình. Nếu nướng xong cái thịt nướng kia mình sẽ đem đi ăn. Đây thử xem ngon không? Bố nói thử xem có ngon không á? Kéo ngã nhé. Ngon không? Ngon lắm bố ơi. Nướng ở nhà còn ngon hơn nướng ở quán. Và đây là mình đang ăn. Còn đây là nhà cụ mình. Lớn nhỉ. Hôm nay là mình làm món ăn đồng quê. Ngon lắm. Đấy, lớn chưa? Và cụ mình đang cười. Nếu đã nướng xong rồi thì các anh em cùng với các bạn thử món thịt nhá. Thịt ướp những cái gì? Thịt ướp những cái gì nào? Thịt đường. Máy của mẹ hết đấy luôn, lâu rồi, sợ hết dung lượng rồi. Quay vào máy của mẹ không. Bây giờ nó không nó tụi mình. Tắt cho nào. Chuyện dài ra đúng dọc. Mấy bố, mấy mẹ không đi được. Tắt đi rồi đó. Tắt đi.